Kính chào kính chào khán giả của đài uh, truyền hình người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần điểm tin trong ngày thứ tư 16 tháng 9 năm 2020. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Bộ Y tế Hoa Kỳ cho biết là ông Michael Caputo phát ngôn viên và đồng thời là phụ tá bộ trưởng của bộ này uh, tuyên bố là ông sẽ nghỉ 60 ngày nghỉ phép uh, bắt đầu từ hôm nay. Thưa quý vị, hành động này xảy ra sau khi ông Caputo bị tố cáo là đã lên Facebook uh, nói rằng có những giới chức trong trung tâm CDC tức là trung tâm phòng ngừa bệnh tật tìm cách hãm hại tổng thống Donald Trump để tổng thống Trump không tái đắc cử và ông kêu gọi người dân mua súng để chuẩn bị cho ngày bầu cử. Trước đó thì ông bị tố cáo là sau khi được tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào tháng Tư thì ông tìm cách ngăn chặn cũng như sửa đổi hoặc hoãn lại cái công bố của cái báo cáo hàng tuần của CDC mà trong đó có những thông tin là không có lợi cho tổng thống Donald Trump khi được hỏi chuyện này thì ông bảo là tôi phải kiểm soát để coi có những thông tin mà nó không đúng với chức trách tổng thống trump thành ra tôi chặn lại và ông sau đó mới phát biểu rằng ông nói là có những người ở trong cdc tìm cách khám hại tổng thống và sau khi ông kêu gọi người ta mua súng thì ngày hôm sau ông lên trên đăng đàn ông nói rằng tôi nói cái đó trong tư cách cá nhân tôi nói như vậy là bởi vì gia đình tôi bị đe dọa và ngày hôm qua thì ông lên xin lỗi và sáng nay thì xin nghỉ phép 60 ngày không biết là cái chuyện là nghỉ để có liên quan đến chuyện phát biểu hay không Nhưng mà đó là những gì xảy ra Trước khi ông xin nghỉ 60 ngày Và chúng ta cũng biết 60 ngày có nghĩa là Ông không có hoạt động trong thời gian tranh cử này Cũng liên quan tới CDC luôn Thì sáng nay giám đốc của trung tâm này là bác sĩ Robert Redfield Cho biết là đeo khẩu trang An toàn hơn là ngay cả vaccine nữa Đó là lời phát biểu của bác sĩ Redfield trên màn hình quý vị thấy Ông nói rằng cái này là ngay cả chúng ta trích vaccine và uh, nay mai mà có vaccine nhưng nó không bảo đảm ở uh, trong uh, lời phát biểu mà trước uh, gọi là ở uh, cuộc điều trần là tại viện chúng nói là người chúng tôi có những bằng chứng khoa học cho thấy là đeo khẩu trang là bảo đảm, đảm nhất, mình nhất là trên màn hình quý vị đó là sáng nay ông điều trần tại ủy ban của thượng viện và ông nói rằng tôi có thể bảo đảm rằng là đeo khẩu trang còn bảo đảm chắc chắn hơn và bảo đảm cho tôi không bị covid hơn là nếu tôi trích vaccine và chúng ta biết là sáng nay uh, cái uh, ông uh, ông Redfield điều trần tại ủy ban tiểu ban chuẩn chi của thượng viện và đặc trách về vấn đề lao động uh, y tế và nhân sự giáo dục cũng như là các uh, cơ quan liên quan và ông nói rằng là nếu mà đeo khẩu trang đó thì bảo đảm ít nhất là 70% 70% không bị covid 19 và ông ta biết sáng nay là cdc cũng như fda thông báo là có thể trong những ngày tới họ sẽ tung cái vaccine ra và trích cho mọi người miễn phí và mỗi người nếu mà trích cái loại vaccine này phải trích hai lần cách nhau được khoảng 27 ngày thì bây giờ ông giám đốc CDC thì ông bảo là nếu mà không chích vaccine thì đeo khẩu trang bảo đảm hơn đó và trên mình quý vị thấy ông dùng cái khẩu trang ông đưa lên và ông bảo đảm như thế liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ thì thưa quý vị sáng ngày hôm nay chủ tịch uh, ngân hàng liên bang Hoa Kỳ đó là Jerome Powell cho biết là ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục giữ cái uh, lãi suất gần như là zero từ giờ cho đến ít nhất là qua năm 2023 thưa quý vị đây là cái chuyện rất là quan trọng là bởi vì trong lúc uh, tình hình lao động và kinh tế của mỹ không được khả quan cho nên việc mà ngân hàng liên bang thì dưới liên bang tiếp tục giữ cái uh, mức lời thấp như vậy để khuyến khích người ta vay nợ cũng như vay các khoản tiền để đổ vào nền kinh tế để kích thích kinh tế lên và fed tức là ngân hàng trung ương cũng cho biết là họ sẽ tìm cách đẩy cái mức mà lạm phát lên trên 2% uh, trên 2% uh, để mà coi như làm cho người ta nghĩa là khi mà uh, có cái tiền nó đẩy ra chắc chắn nó sẽ lạm phát và lạm phát hiện nay là 22% thì nó quá thấp, ông sẽ đẩy lên trên 2%. Và chuyện này xảy ra vào lúc thị trường của Hoa Kỳ đang có những cái điều không có tốt cho lắm chẳng hạn như về mức tỷ độ tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức 8.3% và ông Powell dự trù là cuối năm nay sẽ xuống còn 7.6% mà thôi. Uh, về cái um, mức mà tăng trưởng thì theo như ông ngân hàng dự trữ liên bang tăng dự trù đó là cái GDP của Mỹ sẽ chỉ giảm có 3.7% thay vì 6.5% như trước đây. Và mức mà thất nghiệp đó thì như tôi nói là đang đang là 8.4 thì họ hy vọng là từ cuối năm chỉ còn 7.6 thay vì 9.3 như đã dự trù hồi tháng 6. Thì cái này nó cho thấy cái hành động của Fed tức là ngân hàng liên bang đó là họ giữ cái mức phần lời càng thấp càng tốt để cho người ta vay tiền nhiều hơn thì khi vay tiền nhiều hơn người ta sẽ bỏ ra làm ăn buôn bán và kích thích cái nền kinh tế lên trở lại ngày hôm qua chúng tôi có đưa tin cho quý vị là tổng thống donald trump đã chứng kiến một sự kiện lịch sử tại tòa bạch ốc đó là lễ ký kết hiệp ước hòa bình giữa bốn quốc gia đó là israel bahrain và các tiểu vương quốc ả rập và trên màn hình quý vị đó là tổng thống donald trump cùng với ông thủ tướng của israel và hai ngoại trưởng của bahrain cũng như saudi arabia thì ngay sau khi mà cái sự kiện này được uh, diễn ra thì đã có pháo kích ở giải Gaza chúng ta biết giải Gaza hiện nay do uh, Palestine uh, chiếm đóng uh, giữ và nó nằm ở bên trong cái đất uh, Israel còn West Bank thì nó ở cái chỗ khác là West Bank và Gaza đều do Palestine kiểm soát mà lại nằm hai miếng đất không có nối với nhau thì ngay sau khi mà ký uh, hiệp ước hòa bình thì bên Gaza bị tố cáo là đã bắn 15 quả tiễn bên uh, Israel cũng bắn lại và bên Israel có hai người bị thương hiện nay không biết là bên Gaza có bao nhiêu người bị thương hay không chúng ta chưa biết nhưng mà khi nghe tin này thì trên đường ra máy bay để trở về Israel thì thủ tướng Netanyahu bảo là tôi không ngạc nhiên vì người Palestine không muốn có hòa bình này cho nên họ tìm cách thỏa bắn những cái này ra để phá hoại hòa bình trong khi đó thì chủ tịch Mahmoud Abbas của Palestine ngày thứ ba vẫn tuyên bố là chỉ khi nào Israel rút quân ra khỏi các lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine ở vùng Trung Đông thì mới có hòa bình. Thành ra cái chuyện hòa bình như vậy nó cũng chưa có được bảo đảm cho lắm. Đó là cái chuyện mà ký ngày hôm qua. Và thưa quý vị trong trong cái lúc mà ký như vậy thì thưa quý vị liên quan đến vấn đề hòa bình ở tại Trung Đông. thì Về vấn đề bầu cử tại Mỹ thì chắc quý vị cách đây mấy ngày có nghe là tỷ phú Bloomberg, Michael Bloomberg cựu thị trưởng của New York có hứa là sẽ bỏ ra một trăm triệu đô la để giúp ông Joe Biden thắng ở tiểu bang Florida, thì ngày hôm nay ông uh, Shelton Anderson chủ sòng bài Sen nổi tiếng ở tại uh, Las Vegas cho biết là ông sẽ chi ra một khoản tiền cũng lớn từ 20 triệu đến 50 triệu để giúp tổng thống Donald Trump trong những ngày bầu cử, trong khi uh, chưa còn chưa tới 50 ngày nữa tới ngày bầu cử, thì ông Anderson là chủ cái hệ thống sòng bài Las Vegas Sen có cả Las Vegas có cả ở New, ở New Jersey và có cả bên Macau thì đây là cái cố gắng mà ông nói là cố gắng cuối cùng của tôi để mà tôi giúp cho tổng thống donald trump vì ông anderson là một người bạn rất thân với tổng thống trump và số tiền này phần lớn sẽ đi vào cái tại uh, uh, siêu ủy ban hành động chính trị có tên là preserve america của tổng, để ủng hộ tổng thống trump ngoài ra thì cái uh, gọi là ủy ban uh, quốc gia cộng hòa cũng sẽ có thêm được một số tiền để giúp các uh, vị dân cử uh, tái thắng cử và cái ban vận động của ông Trump cũng có thể nhận được một số tiền của ông Anderson thì thưa quý vị chúng tôi nói đó là trong cái luật bầu cử Mỹ nó có những cái kẽ hở nó cho phép người ta được sử dụng tiền không giới hạn qua những cái PAC, tức là political action committee tức là ủy ban vận động và đó là cách mà người ta đưa tiền qua liên quan đến tình hình kinh tế và covid 19 chúng ta cũng biết là hiện nay là giữa cộng hòa và dân chủ đang bị bế tắc trong cái chuyện mà thông qua cái đạo luật cứu uh, nguy kinh tế trị giá cả ngàn tỷ đô la thì để mà tiếp tục làm chuyện này thì bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện hôm nay cho biết là tất cả các dân biểu sẽ không có trở về đi nghỉ. Thưa quý vị, thường thường vào khoảng tháng 8, tháng 9, thường thường tháng 9, hai cái tháng trước bầu cử thì tất cả các vị dân cử từ thượng nghị sĩ cho tới dân biểu, đặc biệt là các dân biểu đều phải ra tái ứng cử. Thì họ được nghỉ để họ về địa hạt của họ để họ vận động. Nhưng mà kỳ này bà Nancy Pelosi không cho những người nghỉ, bà nói là tất cả mọi người ở Washington d làm việc cho tới khi nào thông, thông qua, qua được cái dự luật cứu nguy kinh tế thì thôi. Đó là cái lời tuyên bố của bà như vậy. Trong cái sáng ngày hôm nay ông Mark Meadow, tránh văn phòng tòa Bạch Ốc cho biết là ông rất lạc quan là có thể uh, sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào đó trước cái ngày bầu cử và Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm nay cũng uh, cho biết ông 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 cũng uh, nhã hàng ông cũng 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 gọi là bật mí cho biết là ông sẵn sàng chi thêm tiền tức là trên một ngàn tỷ chứ không phải chỉ một ngàn tỷ như bên cộng hòa muốn về phía ông McMaster ông nói rằng tôi vừa có một cuộc số cuộc đối thoại với bên phía dân chủ ở bên uh, quốc hội chứ không phải chỉ có uh, những người khác và vấn đề đây là chúng ta sẽ uh, giải quyết chuyện này và trong những ngày qua có 50 mươi <laughs> dân biểu đứng đảng đang <laughs> đề nghị một cái nghị <laughs> luật khác tên là problem solver caucus Ờ, cái nhóm này dự chủ là 1.500 tỷ đô la Nhưng mà chỉ có lẽ là không ai chịu thông qua với con số này Đòi tới 1.500 tỷ Và ông Meadow bảo rằng là tôi hy vọng là trong những ngày tới Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm nay lại tiếp tục uh, 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 Làm những cái trò mà người ta gọi là trò mèo Là bởi vì ông hay thỉnh thoảng cũng hay viết những cái fake news á, lên trên Twitter của ông Rồi ông tweet đi sau đó ông xóa hay là bị Twitter kéo xuống hay là ông hay retweet những cái video mà bị sửa đổi đó thì uh, ông cứ cứ retweet đi miễn là không có lợi đối thủ mình như thôi. Ô, ông không cần biết. Thì sáng hôm nay ông lại bị tố cáo là retweet một cái video trong đó cho thấy ông Joe Biden uh, đang mở phone lên là nghe cái bài hát uh, Fuck the Police của ban nhạc NWA là ý nói là chửi chưa cảnh sát đó bởi vì ông với là ông Biden lần bây giờ là ông đang tranh cử với Biden trong cái là ông ý ông nói là tôi là người ủng hộ cảnh sát trong khi ông Biden thì đòi xóa bỏ cảnh sát thực sự Joe Biden không đòi đó xin quý nghe we'll cái say. đoạn sau đây <laughs> I'll tell you what, if I the any one of these people, I'd be... I'd be vâng, thưa quý vị thấy đó, ở Tổng what thống Donald Trump thì tuyết cái chuyện này ra và viết là Dụ này dụ gì đây? What is this on about? Đó, thì cái này là cái chuyện ông nói chuyện từ cái bản nhạc ra đời năm 1988 Và lúc đó ông Joe Biden nói chuyện trong cái buổi cái tháng mà gọi là di sản văn hóa của người Hispanic thì hôm đó thực ra là ông cầm cái phone và ông định mở lên cái bài hát Despacito à, của, từ cái phone của ông do cái nhóm gọi là Lu, um, của nghệ sĩ người Puerto Rico là Louis Fonsi um, sáng tác bài nhạc này. Like thì bây giờ cũng cảnh đó, cũng hình ảnh đó, cũng lời nói đó của ông Jordan nhưng mà bản nhạc thay When vì là, là Despacito thì được đổi thành bản nhạc là the Fuck the Police, the police. đó. Thì sáng nay ông Trâm lại retweet lại là rõ ràng cái này là uh, Cái hình thức mà người ta gọi là Giống uh, như mà hình mà bị gọi là sửa đi đó Gọi là fake news á Thì cái này một cái video thật và sự kiện có thật Bản nhạc có thật mà người ta cháo cái tên bản nhạc khác Đó để vô và ông Trâm retweet lại cái đó cho mọi người Thì hồi đó uh, ông hay bị Twitter với Facebook kéo xuống ngoài uh, Có lúc hỏi uh, uh, bên Tòa ốc thì phát viên bên Tòa ốc Nhân viên Tòa ốc bảo là Ô, ông Trump nhiều khi ông tweet, ông tweet mấy cái đó, ông có coi Không biết có coi, không không biết Nhưng mà cái nào cũng toàn là bất lợi cho đối thủ của ông mà Thì đó là sự kiện kể cho quý vị như vậy Và cuối cùng thưa quý vị, cư dân miền Nam California Có lẽ là ngạc nhiên vô cùng khi ngày hôm nay đang nghe được bản tin là ông Ed Royce Cựu Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Người Đảng Cộng hòa đại diện địa hạt bạ từng đại diện địa hạt 39 ở, ở On County đây Và ông có từ chức năm 2018 Ông là một nhà lập pháp kỳ cựu có trên 20 năm làm việc trong quốc hội và là một người nổi tiếng đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam và tại Trung Quốc. Ông cũng từng đưa ra một số nghị quyết cũng như đồng bảo trợ một số nghị quyết chỉ trích nhân quyền tại Việt Nam Trung Quốc. Và ông cũng từng đến Việt Nam thăm và được gặp Hà Cố Hòa Thượng Thích Quảng Độ luôn. Coi như thành tích chống uh, ủng hộ nhân quyền của ông và chống các chế độ chống các chế độ độc tài và độc đảng độc cộng sản là nổi tiếng ở trong quốc hội và trong đồng Việt Nam ai cũng biết hết. Nhưng ngày hôm qua người ta phát hiện ra bắt đầu ông ghi danh làm nhà vận động tức là lobbyist đó, cho công ty Tencent của Trung Quốc công ty là làm chủ cái app WeChat mà đang bị Mỹ đòi cấm à, thì thưa quý vị ông uh, Ma, uh, Ed Android hiện nay làm việc cho công ty luật Rausten Hayat Faber LLC và công ty này giao trong cái công việc là vận động hành lang cho công ty Tencent. À, công ty này bị tố nó có cái làm chủ cái WeChat WeChat là cái app mà người ta dùng để giao dịch ngân hàng gọi taxi trả tiền bill điều hành doanh nghiệp vân vân người Trung Hoa họ xài nhiều lắm và bây giờ ông Trump đang bắt WeChat phải bán cho công ty khác của Mỹ thì cái công ty Tencent nó làm chủ WeChat nó giống như cái anh mà Biden t làm chủ TikTok rồi đó thì uh, WeChat là bị người ta tố cáo là một cái ứng dụng dụng cụ là tay sai cho chính phủ Trung Quốc bởi vì tất cả người dân Trung Quốc khi mà sử dụng WeChat đó thì Tencent đều nộp những thông tin này cho Bộ Công an Trung Quốc. Và người ta nói rằng sở dĩ một triệu người ở Tân Cương, người uy duy ngô Nhí mà bị bắt đưa chấp chắc cải tạo, á, phần lớn là do Công an Trung Quốc phát hiện những danh tánh của họ trên WeChat mà Tencent nộp cho Trung Quốc. Tức là khi quý vị điền vô, quý vị điền cái tên thật, những cái gì thật để quý vị có thể giao dịch được. Và khi quý vị tách uh, chai hay truyền ra những cái gì nói chuyện gì đó, chẳng hạn phản động hay là chống lại chính quyền nhà nước trung quốc thì cái anh Tencent sen anh nộp cho anh bộ an trung quốc bộ an trung quốc đến nhà gõ cửa đưa đi vô trại tập trung thôi cái trại mà hiện nay có khoảng một triệu người nhưng mà trung quốc bảo không đây là những trại gọi là uh, dạy nghề cho người ta đó là những cái gì liên quan đến uh, cụ uh, dân biểu Android uh, ở tại miền nam california chúng tôi và đó là những tin đáng chú ý trong điểm tin trong ngày gửi đến cho quý vị cảm ơn quý rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình chỉ sau